biết em thương người ấy đã rất nhiều. Anh hỏi lòng anh có bao nhiêu, trái tim em giờ đã quên nuông chiều. Rồi ok, mình sẽ bật cái chế độ ấy lên, chế độ làm nhạc này cho nó đỡ vướng. Ok, tempo 140 đi cho nó căng. Đầu tiên sẽ kích. Một chiếc kích. Clap. Ok, mình thích cái này. Hơi dài, ngắn lại đi. Hét. Ok, hét luôn. Trời luôn. Nhanh chóng còn vào phần sáng tạo, không nó tụt mất hứng. Học trực tiếp thì chi phí bao nhiêu? Thôi bây giờ đến phần làm nhạc rồi thì em nhắn tin cho anh nhé, anh tư vấn cho. Thêm một cái percussion. Ồ, cái này hay này. Vina Hoài chán quá. Hôm trước làm Vina không trả nợ được thì bây giờ làm. Hoặc là em có thể out ra ngoài khoảng 30 phút. Chút nữa làm xong bài Vina thì anh lại làm bài khác, làm dòng khác. Kiếm một cái tambourine nữa nhỉ. Hay à. Đúng chất Việt Nam luôn ạ. Trời ạ, cái ông làm ra cái bộ Vina này được đấy. Nghe nó chẳng liên quan gì à. Tí nữa không liên quan thì mình bỏ. Nghe mày giao vẽ trường. Hôm nay mình sẽ chơi Na Ná Z House. Hy vọng là không vấn đề gì. Dùng Sprite đi. Sờ pizza. Ok. Cái gì ta? Baseline 1. Thú thật với anh em là mình không cân bằng sao bằng tai nghe nhiều lắm, cho nên là có thể sao bây giờ nó sẽ hơi ngu. Yên tâm đi, chút nữa thôi, sau khi mà mình bỏ cái này ra và mình mixing bằng loa ấy thì các bạn yên tâm là nó vẫn ngu thôi. Baseline. Tông gì anh em? Cái này nó delay reverb nhiều hay sao ấy nhỉ? Hahaha.
Chúng sẽ tặng. Tao lại vả cho chúng mày một phát bây giờ. À không. Phát thằng nhá. Phát thằng. Từ từ đã, sao này chưa ngon. Kiếm cái sao khác đi. Mình muốn sao nó phải. Ok, cái này ngon này. Theo ý tưởng của mình. Mài dao. Hơi căng à? Giảm đi, cắt off đi thế. Chút nữa mình còn automation cho cái cắt off đấy. Và thằng xe thằng nhé. Slide đi nhá. Rồi, ô thứ hai đổi vài nốt nhá. Nghe cũng được ấy nhỉ. Anh em chấm điểm hộ mình á, để mình còn biết thì mình làm tiếp thử đổi vài nốt thôi. Ok, anh đổi rồi đấy. Bảy sáu điểm à? Ok, tiếp nhá. Ok. Hello, xin chào Minh Khôn. Ok, bây giờ mình sẽ layer nhá. Bây giờ thôi anh em chịu khó, mình sẽ layer bằng loa đi, tại vì mình layer bằng tai nghe mình không quen. Anh Phương cho em vào làm với. Nghỉ đi, đi ngủ đi em. À, sắp tới mình nghĩ là mình sẽ có thêm một cái series là dạng kiểu team view ấy, cho anh em vào làm cùng. Ờ, hay đấy nhỉ. Rồi, ok, cái baseline, cái này thì mình sẽ tìm phần sub thôi. Cái này có short không ta? Sub. Deep sub. Ok luôn, uy tín. Ôi. Attack cao đấy nhỉ. Này sao attack nó to cao thế nhỉ? Mẹ nó. Ừ. Mình ít dùng Sprite. À đây OSA 2. À đâu, đúng rồi. À đây có nhiều cái envelope nữa đúng không? À đây chắc không sao đâu. Rồi ok, hôm nay có cái idea tốt rồi thì mình sẽ phát triển thôi.
Mình sẽ layer cái bassline này nhá. Mình sẽ kiếm các cái bass. Plug một xíu cho nó này. Trẻ lại layer với Slap House à? Với baseline của Slap House à? Gen preset này, Slap House Serum. Ok. Đấy, đây này, sởi ơi. Kiếp, nghe không có sao trên kinh vậy. Sao nghe nó kinh ấy nhỉ? Hơi kinh. Đây, cái này được này. Mình sẽ distort nó thêm một tí cho nó. Thêm cho nó ít distort nha. Ngoan. Không, phải thêm tí nữa. Ok. Nội trợ house. Âm lượng hơi to anh em. Mình sẽ tìm thêm một cái distort thật là nặng nữa. Đây nè. Ok luôn. Uy tín luôn. Rồi. Thôi chơi serum đi, để anh em còn không dùng được. Base 2, Base 3 và sub. Base 1 này. Base 2, 3 và sub. Ok, mình sẽ automation thêm cái cut-off này để cho cái âm thanh của mình nó sẽ phong phú hơn. Create automation clip. Envelope 3. ATM là sao? Cut-off này. À đúng rồi. Đây là style của Jin nha anh em. Ok. À đây.
hơi yếu, hơi yếu, hơi yếu. Đẩy cắt off lên hơi yếu anh em ạ. Nó hơi yếu nhỉ. Mình nghĩ là mình sẽ layer thêm một cái baseline nữa, sau đó mình đẩy cái này sâu xuống dưới. À, về mình nghĩ là mình sẽ chơi bassline 8 ô đi cho nó. Hơi chậm. Không, auto một cái nó chỉ ăn một cái thôi, làm sao nó ăn được cả bốn em. Quá thôi, mình chuyển là mệt phết nhỉ. Chin chin ngồi vẽ tỉ mỉ vẽ trưởng. Cái đấy được nếu mà gắn cái chế độ cut off của nó cho bên kia thôi. Ok. À, bây giờ làm một đoạn break ngắn ngắn nhỉ. Tông pha thăng thứ. Pha thăng thứ rồi, ok. 16 ô break 8, hết ô thứ 8. Đây, ok. Thì 16, đây, ok. Làm cái Rizzy Bass. À, tự dưng mình nghĩ ra một bài rồi đấy anh em. Mình nghĩ ra một bài để làm rồi đấy. Tông này. Bạc. Em đừng cần những thứ cao sang. Nếu tôi cảm thế ra đi vội vàng, anh vẫn chờ em dấu mòn mang. Ồ, có khi tí nữa mình thu âm luôn. Đùa. Thu âm luôn không anh em? À, là một cái pad chứ nhỉ? Pat 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 pat.
Ui giời. Snap cái nha. Ừ. Ok. Đó, hợp lý. Ê, 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 ê. Em đừng cần những thứ cao sang. Nếu sau này họ ra đi vội vàng, anh vẫn cho em dấu mơn màng. ARB nữa. Tôi đã không làm thì thôi, tôi đã làm là vì đủ. Chơi ARB mới ấy nhỉ? Mấy bộ mới mua ấy nhỉ? 2021 Serum mà Future Howdy. À đâu? Basic EDM. Preset only này. ARB. Mình sẽ tìm một cái plug. Cái này được này anh em. Kinh quá. Rồi, uy tín luôn. Kinh quá. Ơ, à, sao nó luyến kinh thế nhở? À, không, ở trong này không có luyến luôn đấy. À, automation cái pick, pick, pick. Filter cutoff destination, warp noise level. Ơ? À đây 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 đây. Thôi, mà đổi cái khác đi, nghe này kinh lắm. Trời, hơi gian lận. Rồi anh em phải hiểu cho tôi. Không phải lúc nào tôi cũng soạn bằng tay được. Mất thời gian lắm. Rồi ok, tiếp theo là một cái build up nhá. À, lúc nãy làm bộ gì ta? Làm bộ Vinhouse đúng không? Download này. New samples. EK collection. Long fill. Đấy, rồi ok. Chơi cái này. 125. Epic này, down. Up. Up 8 này. Cái này có tempo không ta? 124 luôn ạ. 126. Lên. Ơ, sao lại bị ngắn lại? Mình nói có bị to quá không? Anh em có bị giật mình không? Ừ.
Bình tĩnh, tí nữa mới cân. Tí nữa mới cân năng lượng chứ. Chết, làm này anh em phải học hết bài mình. Sorry, sorry. Tụt 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 tụt. Anh có máy guitar không? Không. Rồi, ok, đến phần mixing nhá. Anh em chuẩn bị thì mình nghe này. Chuẩn bị đến phần ngon lành bây giờ thôi. Kích này. Clap. Head. Burr. Cái này cái gì ta? Dao à? FX. Bassline, sub. Rizzy bass. Ở sẽ có cái thang 2 này. Ở đây là pad. Đây là cái snap. Đây là cái RP. Đây là cái long fill. Đây là cái down. Up. Đây là cái gì ta? Short fill. Cặp quảng cáo xương khớp. Bật quảng cáo cái chơi. Rồi ok, đã đưa hết vào đây rồi. Cái này có một cái xoay chuyển 2 đi. Snap đưa sang đấy luôn. Làm một tí reverb cho nó đỡ khô. Xoay chuyển này thì mình sẽ giảm cái tác động của nó đi một tí. Phin thì kinh thế. Rồi ok, bây giờ thì mình sẽ cân bằng lại âm lượng của bọn nó. Của bọn của nợ này. Mình sẽ bắt nguồn từ cái bass. Pad này. Pad này to. Rồi snap này. Vặn nhầm. RP này. Rồi ok, tiếp theo là long fill này. To vãi chảy. Down. Short fill này. Rồi ok, bây giờ mình sẽ cân bằng lại âm lượng DRM để xem bass 1, search, bass, rezi, kick, clap. Đấy, kick, clap với percussion với FX là của bên drop. Chuyển sang bên này. Pad. Đây, ở đó cả rezi bass đấy chứ. Mình sẽ phân nhóm riêng. Cái này anh em sẽ học được rất là nhiều mẹo từ mình ấy. Mình sẽ phân nhóm của drop riêng lại. Và mình làm cái ở bên kia sau, short fill, long fill ở đây hết này. Sẽ group 2 này. Màu hồng nam tính. Rồi và tiếp theo thì mình sẽ đây cho anh em cái
kinh nghiệm để cân bằng âm lượng nhá. Cái việc đầu tiên là anh em đo ở phần build up này. Đó, nó sẽ có một cái năng lượng trung bình. Đó, và kinh nghiệm từ đầu đoạn build up cho đến đoạn drop thì nó sẽ cách nhau 3,5 decibel. Thì anh em đo ở drop và bây giờ đẩy năng lượng của nó lên tầm khoảng -13 là đẹp. Đó, âm lượng nó đang hơi hụt này. Đó, hụt 2 decibel. Thì bây giờ mình sẽ hạ âm lượng của đoạn break xuống 2. Là sao? Easy man. Nghe nha anh em. Hét hèn đấy. Cái hét này hèn vãi. Đây rồi. Hơi dài. Em xin VST cân bằng á. Nó là Yulin, đây là VST hoàn toàn free nha, Yulin Lawless Master. Cái này anh ấy rất là nhiều, hướng dẫn rất là nhiều luôn. Nếu mà anh em để anh em chắc hơn thì anh em có thể đo các bản nhạc mà anh em thường hay nghe ấy, thì mình cũng dùng cách đấy đấy. Nghĩa là đưa cái bản nhạc gốc vào và các bạn đo đoạn đầu build up, sau đó là đo đoạn đầu drop. Đấy thì nó sẽ cách nhau bao nhiêu năng lượng, thì khi mà cân bằng các bạn chỉ cũng chỉ cần cách nhau như thế thôi là nó sẽ không bị hụt khi chuyển từ đoạn nọ sang đoạn kia. Thử một cái lead nhá. Lead như nào? Nói thật là mình không. Hay là viết lead kiểu future đi. Cho nó sang không? Cho nó mới. Dùng từ sang anh em lại đấm chết. Slap house. Rồi tìm một cái lead slap house mà. Gắt vơ lơ. Lít này. À lít đây rồi. Vâng em chiều nay. Đừng có chê, tao giỡn, tao không làm nữa đâu. Tao không biết viết lít. Thôi tao đéo làm lít nữa, dỗi. Ok, để bây giờ thu âm nhá. Anh em chịu khó nghe âm thanh mộc một tí. Chờ nó sẽ hết kinh tởm ngay bây giờ.
Em chịu khó ngồi tí nhá. Bội bạc em đừng cần những thứ, em đừng cần những thứ cao xa. Anh em phải thông cảm cho tôi. Cần những thứ cao, nó hơi cao. Những thứ cao xa. Đấy, cao nhá, cao vừa cao vừa sang. Nếu thằng câm hết cả tiếng luôn. Nếu sau này họ nếu sau này cáo vãi luôn đấy, cắn lưỡi. Nếu sau này họ ra, nếu sau này họ ra đi vội vàng, ra đi vội vàng, anh vẫn chờ em dấu muôn mang. Biết em thương người ấy, em thương người ấy đã rất, người ấy đã rất nhiều. Sao xong anh em? Tôi không theo học mix vocal. Ngày xưa là chính ra là tôi học mix vocal đầu tiên đấy chứ. Nhưng mà tôi bị một cái là cứ ngồi chỉnh phô là anh tôi bị buồn ngủ. Anh... cứ chỉnh phô là buồn ngủ cho nên là tôi không theo. Anh hỏi Long anh. Anh hỏi Long anh. Anh hỏi Long anh có. Anh hỏi Long anh. Anh hỏi Long anh. Anh hỏi Long anh có bao nhiêu. Có bao nhiêu trái tim em, trái tim em, trái tim em giờ đã quên nuông chiều. Xin đừng quên ta đã từng yêu, ta đã từng yêu. Ta từng yêu. Như nào nhỉ? Giai điệu như này nhỉ? Đoạn này hát phô quá rồi, không nghe gì. À, từng yêu. À đây đúng rồi. Nghe mắc mệt. Ok, đã xong. Export. Anh em có bị chóng mắt không? Kiếp cao thật đấy. Nếu một ngày người em yêu bộ vocal kênh 26. Nếu một ngày người em yêu bội bạc, em đừng cần những thứ cao xa. Nếu sau này họ ra đi vội vàng, anh vẫn chờ em xấu muôn mà. Biết em thương người ấy đã rất nhiều. Hỏi lòng anh có bao nhiêu, trái tim em giờ đã quên luôn chiều. Xin đừng quên ta đã từng yêu. Anh người em yêu bội bạc, em đừng cần những thứ cao xa. Nếu sau này họ ra đi vội vàng, anh vẫn chờ em xấu muộn mà. Biết em thương người ấy đã rất nhiều. Anh hỏi lòng anh có bao nhiêu, trái tim em giờ đã quên luôn chiều. Xin đừng quên nice. Ta đã từng yêu. Mister. Từ đọc bình luận của anh em rồi đã. À, hay đóng tune 100 đi anh, xem còn chỉnh phô tốc độ. Được dùng Newton nhé. Thao tác nhanh vãi, em chỉ chú tâm vào hòm vừa ghi thôi chứ mixing ngu bền vững. Vẫn phải có một tí autotune chứ. Anh người em yêu bội. Rồi, ok, bây giờ là master, chắc master cơ bản thôi nhỉ.
Hamster cơ bản thôi. Ok. K10 thu âm làm gì? K10 thu âm bị dở lắm. Bản thân nó là cục effect chứ nó không phải là sao cạc đâu em. Mở nhỏ tai nghe anh em. Sắp vỡ tai bây giờ. Ok, và bây giờ thì chúng ta cùng tận từ từ bây giờ phải làm màu tí đã anh em. Chị ạ, phải đi ra cái màu quen thuộc của mình chứ, nhìn cho nó hấp dẫn. Rồi ok, và bây giờ thì chúng ta cùng tận hưởng thành quả sau bao nhiêu lâu nhỉ anh em? Gần một tiếng. Ui, gần một tiếng cả. Nếu một ngày người em yêu bội bạc, em đừng cần những thứ cao sang. Nếu sau này họ ra đi vội vàng, anh vẫn chờ em xấu muộn mà. Biết em thương người ấy đã rất nhiều, anh hỏi lòng anh có bao nhiêu. Trái tim em giờ đã quên nuông chiều, xin đừng quên ta đã cùng yêu. Bấm cái quảng cáo kìa cho vui. Rồi ok, thôi ngồi trò chuyện với anh em thêm một vài phút nữa thì mình sẽ stream. Hôm nay phục thù thành công. Rồi ok, để xem nào. MCK gọi bằng cụ. Cần lắm clip khá bảnh. Đóng thêm vài cái nữa. Đóng Tun Vinahow. Alo, đây là rapper Quang Tèo. Xem thấy Master rồi á. Master đâu em? Lâu lắm rồi, giờ mới thấy nhắc ta. VBKP này. Em học cấp 2. Lâu lắm không chỉnh phô. Trình độ VIP Pro thao tác kiểu. Cái menu lên này không crash. Phải cả đái á. À trời. Đi cầu cho nó crash dị thế. Lúc nãy Minh Khôn so hỏi sao cạc K10. Thì K10 bản chất nó là cục effect chứ nó không phải là một cái sao cạc. Nó không có pre để giúp cho âm thanh thật hơn khi mình chuyển từ âm thanh từ mic vào máy tính. Đó là cái thứ nhất. Và cái thứ hai nữa là cái bản chất nó là một cục effect chứ nó không hỗ trợ gì giúp cho máy tính xử lý máy nhanh hơn được, mà nó làm chậm máy tính bạn đi thôi. Bassline G-House mà có vocal thì viết theo nốt chủ âm là như nào em? Thường là G-House người ta sẽ không chơi bài hát, thì ở trên đấy người ta chỉ có vocal rap thôi. Nên là cái vocal trong G-House người ta không có melody. Sau lắm lúc em master không được trừ 6 là sao? Đấy là do cân bằng sao của em không tốt. Nghĩa là các nhạc cụ của em, các cái giải tần của em nó phải đều ấy. Nhạc cụ, cái năng lượng của cái giải tần của em càng đều thì cái độ tối ưu âm lượng của em càng tốt. Không nhất thiết phải đến trừ 6 đâu. Thực ra là trừ 7 cũng được. Không nhất thiết phải đến trừ 6 đâu em. Đấy, tầm khoảng sấp xỉ từ giữa trừ 6 với trừ 7 là được, chứ không nhất thiết là phải toàn bộ trừ 6 đâu. Chứ còn đâu có những cái bài mà em càng đẩy lên thì nó chỉ càng dè đi thôi, chứ nó không to
âm lượng nhạc của em lên đâu, nên là không vấn đề gì. Mình học hòa âm phối khí bắt buộc học với master, nên biết qua một chút, không nhất thiết là phải biết hẳn, nhưng mà nên biết qua một chút. Học hòa âm phối khí thì quan trọng hơn là cái phần sound design của các em ấy. Em kiểm soát được cái phần âm thanh ở phần nhạc cụ của em ấy thì nó sẽ ngon lành hơn. Anh em có thích share cái project này không? Share không? Xe không? Toàn xe room đấy, xe không? 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 Mong hôm nay anh like hướng dẫn. Hôm nay thì hơi muộn rồi. Sorry, anh nghĩ là tầm khoảng nửa tiếng nhưng mà cuối cùng thành một tiếng. Nếu hạ âm lượng để căn chỉnh như nãy thì phải bù âm lượng master, đúng rồi. Đấy thì mình cứ cho cái đoạn to nhất là đoạn drop thôi. Đoạn drop 2 là to nhất là còn ở đây. Nhưng mà nó to lên thì cũng mặc kệ. Thực ra cái âm lượng đoạn này lúc nào nó cũng bé hơn đoạn drop mà. Thương người ấy đã rất nhiều. Anh hỏi lòng anh có bao nhiêu trái tim em. Bây giờ mình để vocal to thế. Thương người ấy đã rất nhiều. Anh hỏi lòng anh có bao nhiêu trái tim em giờ đã quên luôn chiều. Xin đừng quên ta đã cùng yêu. Ok, như này là vừa. Xe. Ok, xe. Nhưng mà quả vocal này xe thì hơi kinh nhỉ. Thôi không xe vocal nhá. Xóa 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 vocal, xóa vocal. Delete. Rồi ok, lưu lại. Và anh em có thể là xuống cái phần ở bên dưới. Sau khi mình copy được khoảng 3 phút thôi là sẽ có link nhá. Anh em xuống phần bên dưới mô tả của clip này có phần free Project FL Studio ấy, nó sẽ có nhá. Cái này là cái gì ta? Vina phục thù. Từng yêu. Đấy. Yêu xong đau đớn xong quay lại phục thù. Đâu nhỉ? Nằm trong D dữ liệu news new project FL xe này. 2021 tháng 4 nha anh em. Đó, anh em sẽ thấy cái backup scene này của mình nó quay này. Mình up ngay lập tức. Up rồi đấy. Bao giờ xong này anh em có thể đau nhá. Đây này. Khi mà xong thì anh em sẽ vào cái phần mô tả nha, nó sẽ có cái này. Bất cứ video clip nào của mình sẽ cũng có các phần mô tả. Anh em bấm vào. Tìm phần này. Toàn bộ sản phẩm chính thức. Free FL và Ableton Project nhé. Đó thì FL này. FL 2021 tháng 4. Đó, nó có cái Vina phục thù đấy. Thì anh em đào về nhé. IQ Today. Click clap của em compressor lại không? Cái đấy thì tùy, nếu như mà em hiểu về edit sao ấy. Cái bản thân compressor nó sẽ làm cho tiếng kick của em đầm hơn. Nhưng mà đối với bài nào mà cần nhạc căng mà nảy thì em không nên compressor. Như này là cái tiếng nó đang sao nó đang cứng này. Em nghe cái sao nó khá là cứng đúng không? Thì khi mà em đưa cái limiter vào đo nó sẽ như này. Nó sẽ có các cái đầu nhọn thò lên này. Và nếu như em không muốn nó cứng như thế thì em compressor nó lại thì để cho âm thanh của em nó đầm hơn. Cái kick của em nó sẽ dày hơn và đầy đặn hơn. Đấy. Đấy, thì ví dụ ở đây mình cân bằng lại thì cái tiếng kích nó sẽ dày hơn. Tùy theo cái mà mình mong muốn, hay là tiếng clap, thường nó sẽ là tăng cái 2 mid để cho nó chắc hơn, để cho nó ngắn lại. Đó. Để cho nó đầm hơn. Thì cái đấy là em phải hiểu được ở phần edit sao. Chứ còn đâu cái việc mixing đôi khi cũng có trong phần mixing. Nhưng mà thường là tiếng kick nó cũng không bị ảnh hưởng quá nhiều đâu. Đa số là phần maximizer của em, cái phần dynamic. Trước khi mà mastering ấy, đây này, nó đã nén cái kick của em rồi. Cho nên là nó không ảnh hưởng gì đến cái dynamic của bài để tối ưu âm lượng đâu. Nên là chỉ khi nào mà tiếng kick em thấy chưa ưng về cái độ nảy hay cái độ đầm của nó thì em mới compressor thôi. Còn đâu nhạc nào mà nhạc các em cần độ nảy, cần độ căng thì em không cần phải comp.
sao em vô link dưới lại lỗi á? Chịu, anh bấm cái nó lên luôn này. Em mở tab ẩn danh ấy, các bạn mở tab ẩn danh nhé. Nếu mà các bạn chọn được sao đã ngon lành rồi thì ok luôn. Thì mình nghĩa là cái tâm lý của mình là mình muốn chọn sao ngon lành luôn thì mình phải sửa ít thôi. Các bạn thấy là cái phần mixing của mình khá là ít. Cái chất lượng âm thanh của mình thì các bạn biết rồi đấy, nó vẫn dở như ngày nào. Ok, các bạn có câu hỏi gì nữa không nhỉ? Em bật tab ẩn danh lên xong click vào thì chắc là sẽ không bị vấn đề gì nhỉ. Ok, bật cái hộp hội thoại lên. Tự dưng hôm nay làm nhạc xong, phục thù xong thì vui vui. Muốn ngồi chém gió với anh em tí nữa. Kiểu thấy chưa? Thấy chưa? Chúng mày thấy chưa? Thấy chưa? Thấy chưa? Lướng về Lazada Sale Kinh Sang từ 28 tháng 4 đến 2 tháng 5. Để sở hữu nụ cười bằng hàng mong ước. Cho em hỏi đồ analog và digital khác nhau về chất âm. Thì bản chất analog nó là dòng điện. Và như em biết đấy, dòng điện thì không bao giờ ổn định được như cái thông số từ máy tính ra. Cho nên là đồ analog, thứ nhất là các bạn sẽ không bao giờ nắm chắc được là cái âm thanh chi tiết của nó sẽ như nào. Đôi khi nó tạo ra các cái màu sắc rất là hay ho cho những lần mixing khác nhau. Hay là các bạn mixing, các bạn master, mỗi lần mixing nó lại tạo ra một cái màu khác nhau. Và chắc chắn nó sẽ có dính cái distortion với cả saturation từ mỗi bộ màu khác nhau thì nó sẽ dính. Nghĩa là cái đấy là lỗi rồi, xong cuối cùng nó lại thành tính năng. Nghĩa là mỗi một cái cục analog riêng nó sẽ tạo ra các cái màu riêng. Và từ đó người ta lại phân biệt các cái dòng analog có màu khác nhau. Đó, thì cái đấy là một cái rất là hay. Hoặc là khi mà các bạn render một bài nhạc ra, cái scene hay là cái sound của bạn sẽ không giống nhau ở các lần khác nhau. Thì đấy là cái tính gọi là ngẫu nhiên của analog. Tất nhiên thì cái đấy cũng có thể mô phỏng được với máy tính. Nhưng mà với máy tính thì các cái biến số random của bạn nó không thể lớn được bằng biến số khi mà chạy trong những cái con điện trở thực được. Cho nên là các bạn analog và digital khác nhau ở chỗ đó. Mấy cái acapella trên mạng về phải mixing. Tất nhiên rồi, trời ạ. Mixing là để trộn cái bài nhạc của mình với cái beat. Mà cái beat, cái vocal đau về mà không mixing thì làm sao mà nó quyện vào với nhạc được. Bất kể cái nào. Mình rất sợ việc xin ca sĩ acapella xong bắt đầu có cả reverb, xong bắt đầu lẫn compressor các kiểu về, không làm được. Anh chưa đọc tiếng kích của tên clicker nghe rất cuốn mà em mò không ra. Ok, để anh check xem nào. Stop.